Man City chi 700 triệu euro giúp Messi vượt mê hồn trận của Barca, khi đàm phán giữa Barca và Messi rơi vào bế tắc. Sự có mặt của Man City giống chiếc chìa khóa giải quyết mọi vấn đề, giới chuyên môn gọi cuộc gặp giữa Barcelona và đại diện của Lionel Messi ông Jorge. Là cuộc gặp lịch sử, có thể định hình tương lai chính Barca trong những năm tới, đây là lần đầu tiên từ khi Messi gửi bản Burofax yêu cầu ra đi. Barca mới đàm phán trực tiếp với người đại diện của anh, vì sao Barca Sa tự tin với cơ hội giữ chân được Messi, yếu tố thứ nhất là cái tình. Khi siêu sao 33 tuổi không dễ để dứt khoát phũ phàng với đội bóng đã gắn bó với anh từ thuở ấu thơ, yếu tố thứ hai là kinh tế, Barca tin rằng không đội nào trả tới 700 triệu euro cho cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp về mặt tuổi tác, nhưng họ đã nhầm, theo Daily Record tập đoàn City Group đại diện cho Man City khuẩn bị mang tới cho bác Sa lời đề nghị trị giá 700 triệu euro trong 5 năm, lời mời nói trên vẫn ở dạng nửa tin nửa ngờ. Nhưng Cadena xe đưa tin giám đốc Teichiki Bigiriston của Man City đã có mặt ở Tây Ban Nha, từng góp sức cho thành công của Barca nay là đại diện của Man City, Bigiriston không thể tới Catalonia với hai bàn tay thắng, ông sẽ mang theo lời đề nghị của Man City, đó là chìa khóa mở cửa mớ bòng bong giữa Messi và Barca trong những ngày này, Barca và Messi khó thỏa thuận, không cần là chuyên gia. Giới mộ điệu cũng hiểu cuộc gặp giữa bố Messi và Barca khó đi đến đâu, bởi mỗi bên đang nhìn về một hướng, phía Barca muốn Messi ở lại còn nếu đi thì trồng tiền lên bàn đàm phán phía messi không hề có suy nghĩ ở lại khi đến trụ sở câu lạc bộ vào sáng nay messi chắc chắn muốn ra đi êm thấm tâm trí anh không còn ở kem nu messi rất khôn khéo khi không đưa ra phát ngôn nào trong những ngày qua siêu sao người argentina và bố của anh đặt niềm tin vào đài phát thanh cadena xe những thông tin phát ra từ kênh này đều mang ý chí của messi cadena xe đưa những tin gì trong hai ngày qua bigriston đến barca thương thảo và Joseph Bartomeu đã lừa dối Messi, hãy đến dòng tin thứ hai trước, theo Cadena Xe, lãnh đạo Barca từng hứa hẹn ký hợp đồng với Neymar để chiều ý Messi, họ trả 115 triệu euro. Các thêm Ivan Rakitic và Nelson Semedo, nhưng Paris Saint-Germain muốn nhận thêm 20 triệu euro nữa, Barca từ chối trả. Chuyển hướng sang Antoine Griezmann, đó là lựa chọn khiến Messi phật ý, chuyển nhượng kém hiệu quả cũng là nguyên nhân khiến Barca rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu trong 5 năm qua, sâu xa hơn. Mối quan hệ giữa chủ tịch Bartomeu và cầu thủ không được nồng ấm, Messi chỉ muốn tập trung chơi bóng, anh cần được bảo vệ. Nhưng điều đó không xảy ra, mỗi khi thất bại, Messi sẽ là vật tế thần, khi Barca chưa đạt thỏa thuận giảm lương cho cầu thủ. Messi cũng bị chỉ trích, không có sự bảo vệ nào dành cho cầu thủ, đình đám hơn, sự cố Barca nổ ra hồi đầu năm còn khiến cầu thủ nghi ngờ lãnh đạo, một số nguồn tin cho rằng chủ tịch Bartomeu thuê truyền thông bẩn để bôi nhọ Messi. Gerard Pique, giám đốc thể thao Eric Abidal đã bị sa thải chỉ trích cầu thủ không đá hết sức cơn biến loạn thượng tầng đã hút sạch sinh khí Barca. Và điều đó khó thay đổi được ở mùa giải tới khi Bartomeu nhất quyết không từ chức Messi dứt khoát muốn ra đi gần như chắc chắn. Barca không giữ được siêu sao của mình, Man City là chìa khóa, Xavi, Andres Iniesta từng có những cuộc chia tay hoành tráng, Ronaldo cũng rời Real Madrid trên vinh quang với vị thế ngút trời của mình. Messi hiển nhiên muốn như thế, thậm chí hơn thế, anh không muốn rời Barca bằng một phiên tòa có thể khiến tên tuổi mình và Barca hoen ố. Dù lợi thế nghiêng về bên nào, Barca đã chấp nhận đàm phán, giờ là lúc nói về dòng tin thứ hai, giám đốc Bigiriston của Man City có mặt ở Barca, khả năng Messi được tự do ra đi là cực thấp, Barca không thể mất trắng ngôi sao số một của mình. Trong bối cảnh nợ nần trồng chất, đó sẽ là đòn dáng nặng nề, khiến vị thế của Bartomeu không thể cứu vãn, Barca muốn rất nhiều tiền nếu Messi ra đi, khi ấy. Sự xuất hiện của đối tác hỏi mua sẽ giúp Messi dễ thở hơn trong đàm phán, đó chính là Man City, chỉ đội bóng thành Manchester mới đủ tiềm lực và quyết tâm để chiêu mộ Messi, như đã nói. Tin đồn Man City muốn chi 700 triệu euro trong 5 năm để mua Messi dường như khó tin, nhưng đôi khi tin tức đưa ra không phải để thông báo mà có chức năng định hướng, sự quan tâm của Man City dành cho Messi khiến đại diện siêu sao người Argentina luôn có cái thế trên bàn đàm phán với Barca, không đạt được thỏa thuận đi tự do. Số 10 vẫn có phương án dự phòng, những ngày qua, Cadena Xe và Onda Cero đưa sen kẽ hai luồng thông tin, Messi có điều khoản ra đi tự do và Man City đang quan tâm, nếu phía Messi và luật sư không thể đàm phán điều khoản để cầu thủ này rời câu lạc bộ miễn phí hai bên sẽ bước vào phương án 2, dường như đẹp lòng hơn cả, bác xa bán Messi với giá rất cao. Và những lời đề nghị có sức nặng của Man City là cơ sở để giải quyết bế tắc, vấn đề bây giờ là Man City trả bao nhiêu tiền có gần con số 700 triệu euro không bởi Messi ra đi là điều chắc chắn, anh không muốn ở, Barca khó có thể giữ, làm khó siêu sao người Argentina lúc này chỉ khiến hình ảnh Barca xấu đi và cổ động viên Barca chia rẽ. Một lời đề nghị tốt từ phía Man City khiến ban lãnh đạo Barca siêu lòng sẽ là lối thoát cho thương vụ, hy vọng vào thỏa thuận Messi được cho ra đi tự do. Hay Messi đổi ý ở lại Barca đều rất viển vông lúc này. Cảm ơn các bạn đã xem video tại tin thể thao, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất. Các bạn có thể đọc và xem nhiều tin tức hơn tại web thư viện sách.vn hoặc bấm vào phần mô tả bên dưới video để xem nhiều tin mới nhất.